học bài bằng đôi mắt của bà, nam sinh đỗ 6 đại học top đầu Việt Nam. Sinh ra đã thiếu thốn tình cảm từ bố, được một tay người mẹ khiếm thị nuôi lớn, Đỗ Nam Khánh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, là điển hình cho tấm gương nghèo vượt khó vươn lên. Dù không nhìn được, nhưng em vẫn đỗ lập trường đại học top đầu của Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thanh Tình, mẹ Khánh chia sẻ, từ nhỏ, mắt Khánh đã kém, nhìn không rõ, nhà cũng đưa con đi nhiều bệnh viện để chạy chữa, song vẫn không có kết quả. Đến năm lớp 6, Khánh mất hẳn thị lực, mắt con chỉ phân biệt được ngày, đêm. Hai mẹ con đều bị khiếm thị do di chứng của chất độc da cam từ ông ngoại. Khánh chia sẻ những ngày đầu khi biết mình bị mất thị lực, em đã rất suy sụp, nhưng vì mẹ chỉ có mình em là chỗ dựa nên em nghĩ mình phải vượt lên hoàn cảnh. 12 năm học phổ thông, Khánh luôn có mẹ và bà ngoại đồng hành. Sau giờ học ở lớp, bà ngoại sẽ hỗ trợ em đọc bài trong sách giáo khoa. Đến lớp em tập trung ngồi nghe giảng, vì em không thể ghi chép nên được các giáo viên, bạn bè hỗ trợ rất nhiều. Về nhà, bà ngoại sẽ đọc sách giáo khoa cho em nắm lại kiến thức. Nhờ đôi mắt của bà, Nam Khánh đã gặt hái được nhiều thành công trong học tập, học sinh giỏi toàn diện trong cả 12 năm học, là một trong 21 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và được kết nạp đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gần đây nhất, Khánh nhận thông báo được tuyển thẳng vào 6 trường đại học bằng hình thức xét học bạ và tuyển thẳng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm 1, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em quyết định sẽ theo học ngành công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để thực hiện ước mơ.